Tối 20 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3, thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp Phan Minh Hoàng, sinh năm 1987, ngụ quận 8 cùng 3 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. 3 đối tượng liên quan khác cũng bị tạm giữ phục vụ điều tra. Trước đó, một phụ nữ ngụ quận 3 đến công an phường 14 quận 3 trình báo về việc căn nhà của gia đình bị tạt sơn và chất bẩn. Bà cho biết em gái mình mượn 7 triệu đồng của nhóm người bên ngoài, mỗi ngày trả 350.000 đồng. Tuy nhiên, em bà đóng được 5 ngày thì mất khả năng chi trả. Ngay sau đó, căn nhà bà bị nhóm người lạ tạt sơn chất bẩn, khiến cả gia đình sống trong khủng hoảng tinh thần. Qua truy xét, công an quận 3 xác định bằng nhóm gây án do Hoàng cầm đầu nên câu lưu về truy xét. Hoàng khai nhận đã cho vay từ năm 2021 đến nay với thủ đoạn in tờ rơi cho đàn em đi rải ở nhiều nơi tìm khách. Quá trình điều tra bằng nhóm này, công an quận 3 đã thu giữ 32 kg cạc in số điện thoại cho vay tiền, 5 thùng sơn loại 3 lít, 1 bình mắm tôm 5 lít, 1 laptop và 8 điện thoại di động cùng nhiều chứng cứ có liên quan về các hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.